Như tiêu đề thì cả nhà cũng đã thấy thì hôm nay mình sẽ làm một cái món ăn mà liên quan tới mắm tôm cả nhà ơi. Nhưng mà mắm tôm, cà pháo thì không thể nào mà thiếu cà pháo được rồi. Đặc biệt là mình rất là thích ăn cà pháo tươi luôn cả nhà. Cà pháo tím nè, mình mua một ít cà pháo ngọt nữa. Sẵn thì mình cũng có chạy lên quanh chợ nhưng mà giờ này người ta bán trong đây sớm á nên không thiếu bất kỳ một cái món gì hết cả nhà. Chợ thì lúc nào cũng tấp nập hết á, người ta bán đây mình để âm thanh gốc cho cả nhà nghe nha. Mình có ghé cô này để mà mua một ít cà pháo ngâm nữa cả nhà. Ở đây bán đậu hũ với lại sữa đậu nành đồ cũng rất là hấp dẫn luôn á. Nên mình ghé là mình mua một ít đậu hũ để mà về sắt ra xong mình sẽ chiên kiểu như là đậu hũ bì cả nhà, ăn sẽ rất là ngon luôn á. Còn bây giờ thì mua đủ rồi mình sẽ mua một ít đất xay với lại tỏi băm nữa về pha mắm tôm rồi về nhà chế biến thôi. Hũ bì thì làm cũng rất là dễ cả nhà. Thì mình cứ sắt ra những miếng mà vừa ăn như vậy nè, rồi mình thái nó vừa ra. Đừng có mỏng quá nha cả nhà, mỏng quá là mình chiên nó sẽ ăn nó bị sảm lắm. Mình cứ xắt nó hơi bự bự vậy đó rồi mình chiên ngập dầu. Mình cũng có chiên mấy cục vuông vuông giống như kiểu mà người ta ăn bún đậu mắm tôm cả nhà. Nhưng mà đặc biệt là phải chiên lửa lớn ngập dầu nha. Xong rồi mình vớt ra rồi sẽ rất là ngon và giòn luôn cả nhà. Ăn cái này mà chấm mắm tôm thì cứ phải gọi là hết nước chấm mà thôi. Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì chào cả nhà đã quay trở lại với tập tiếp theo trên kênh của mình nha. Hôm nay mình ăn cơm thịt luộc với lại mắm tôm, rồi cà pháo trắng, cà pháo tím, rồi ở đây là trái cà ngọt nha cả nhà. Với lại cà pháo ngâm. Cà pháo ngâm này sớm rồi mình có đi chợ mình quay cho cả nhà xem á. Còn bây giờ thì mình xin phép mời cả nhà ăn cơm với mình nha. Bữa cơm này cũng đơn giản thôi, thì mình chỉ có luộc thịt rồi mình pha cái mắm tôm của mình. Cái này là mình chưa có vắt chanh vô nha. Bây giờ mình vắt chanh vô nè. Ồ, nói mà nước miếng của mình nó tứa hết luôn cả nhà. Tại vì cái cà pháo này khi mà mình tính để lên đây chân luôn á, nhưng mà nó không có nước thì nó sẽ bị đen. Nên mình chỉ chân lên như vậy thôi, mình ăn được bao nhiêu thì ăn, không có ăn hết nha cả nhà. Còn mấy cái này thì mình ăn hết được, mình ăn hết luôn. Đó, khuấy lên. Nghe cái mùi nó thơm luôn, cái này là mắm tôm mà nó đặc luôn cả nhà. Mắm tôm mà nó cục á. Đó, nó sủi bột lên nè cả nhà. Lúc đầu mình tính mua thịt rồi luộc thôi, nhưng mà khi mà ăn mắm tôm này thì phải có thêm một miếng đậu hũ vô nữa thì nó sẽ ngon hơn. Trong đây có tỏi nè. Rồi mình có bỏ một xíu ớt xay vô nữa. Thơm quá. Thôi, thì bây giờ mình xin phép mời cả nhà, ông bà cô chú, mấy anh chị nha. Ôi, mấy anh chị xem kênh ăn cùng con nha. Rồi, mình làm cái đậu hũ mới được. Đậu hũ này là mình cắt ra mình chiên giống như kiểu đậu hũ bì vậy. Để ngoài nãy giờ nó vô gió, nó mềm không? Ghi ăn cay này với nhau. Cà ngọt. Bao bổ quá. Yeah.
mình chiên nhiều kiểu mấy hả? Kiểu vuông, kiểu dài. Đây là chất cạn ngâm. Giòn. Ngon quá. Hồi đó cái nhà mình không ăn được mấy cái cà này đâu, ăn vô thấy nó cái gì đó lạ. Nhưng mà sau này á, kiểu như mà lớn lên á, được ăn thử cái cà pháo chấm với lại mắm tôm á, cực kỳ thấy ghiền, cái nhà thấy nó ngon á. Ăn một hai lần đầu thấy nó không quen, cắn vô thấy ở trong nó cái hộp nó chua chua. Nhưng bây giờ ăn quen rồi, ghiền. Chú mưa. Mấy này chú mưa mà ngoài trời nghe sấm chớp cực kỳ lớn luôn các em. Hôm trước á, ở nhà mình mưa đó nó mà sấm chớp mà cúp điện luôn. Xét á, trời gầm ghê lắm các nhà. Mưa mình rất là sợ trời gầm luôn. Cái này mà trái bự nhìn đi chen trứng gà của nhà ông khác rồi. Quá giòn. Ngon quá. Cái trong nó non nha. Ngon quá. Bớt nhiều quá cả nhà. Cà tê cái lưỡi mình luôn. Dẹp cá. Cái cà chín nở bằng bưng đó nha. Trong hơi giờ. Không bự quá, ăn không ngon. Cái món này cái nhà tuy là nó đơn giản thiệt đó, nhưng mà ông bà cô chú anh chị nào nếu là ở một là người con xa xứ á, không có ở Việt Nam á cái nhà, mình đi làm hay là đi cái gì đó ở xa, khi mình nhìn lại mấy cái món này mình sẽ rất là nhớ quê hương cả nhà.
nên mình lại báo cả nhà nữa rồi, mình đang ăn mấy cái món này làm cho cả nhà thèm mà. Này. Đồ hủ bì. Chấm tôm thì nó phải giống nhiệt nha. Cái hủ này mua ăn béo ghê luôn nha. Kiểu mới ngon quá. Để cái miếng tôm vào đây một cái nào. Cái mấy anh chị bữa tưởng lộn cái trái là cái trứng gà thấy nha. Cà pháo nhìn y chang trứng gà luôn. Xương là xương non đó nha. Ủa, mày gọi ướp xương dữ lộn.
Lê quê mình làm cái mũi cũng xong rồi nha. Mua gà về rửa, ngồi sát thịt nè, chiên gà hủ. Ăn chung với ớt mà nó cay. Nhưng mình rất là thích đi chợ luôn nha. Ra ngoài thấy tấp nập nè, náo nhiệt với lại bán rất là nhiều đồ nhưng mà bán rất là rẻ đây nha. Chợ lớn nè, chứ là cái chợ nó lớn chứ không phải là chợ lớn Bến Thành nha. Tao báo cái này mua làm vừa tới luôn, rất ngon đây nha. Giòn. Món này rất là hao cơm luôn. Bởi một tô cơm đầy mình ăn hết luôn nha. Rồi chắc mình để họ cái nó dính lên nha. Kết luôn đó nha.
Ngon quá. Rồi cái tô cà pháo này nhóc nhiều mình ăn gần hết luôn đó nha. Wow, vậy là đã xong một cái bữa ăn của mình rồi cả nhà. Thì một món ăn vừa đơn giản nhưng mà phải nói là mang lại một cái hương vị phải đậm chất của mình luôn nha nha. Ủa đậm chất của Việt Nam chứ. Thịt luộc với lại mắm tôm rất là ngon luôn á. Đó, thì ở đây có thịt luộc, rồi có đậu hũ, cà pháo. Nhưng mà cái cà pháo này chấm với lại cái mắm tôm này ăn nó cứ phải gọi là một cái gì đó mà khó diễn tả lắm cả nhà. Hồi nãy mình tính nấu canh đó nhưng mà không có kịp thời gian cả nhà. Giờ mình chuẩn bị đi công việc tiếp rồi. Nên mình xin phép kết thúc video tại đây nha. Thì mình cảm ơn cả nhà, ông bà cô chú, mấy anh chị, mấy anh chị xem kênh đã dành một ít thời gian quý báu ra để xem hết cái video của mình nha. Còn bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Thì cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Hẹn cả nhà vào những video clip sau nha. Thì mình vẫn không quên chúc cả nhà một buổi tối bình an và hạnh phúc với gia đình nha. Bye bye và chào tạm biệt.